gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dành do cụ đồ Nhân Thiên, phẩm thứ 13. Đức Phật giáo phó, lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xóa đảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói, những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng thể hết đặng. Này Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tạm bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để cho các chúng sanh đó phải bị đọa vào các ác đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, cũng chỉ lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô giảm cùng địa ngục A Tỳ mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư? Này Địa Tạng, tâm tình của chúng sinh có diêm phù đề không tình, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thổi thức, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải phân chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chuột ít căn lành ở trong Phật, trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông mày, chừng hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hành vô thường, chở để họ thổi thức. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hai người nào phải theo nghiệp mà thọ bảo bị đọa vào chủng ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sinh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sinh đó, ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân, ta nay ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền đồ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cụ xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau nếu có người thiện nam cùng cả thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niềm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiền đồ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Hơn nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thường không bao giờ còn thổi chuyện. Hư Không Tạng bạch hỏi. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai người khen oai thần thể lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh từ của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiếm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho 28 điều lời. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lòng nghe cho kỳ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật bảo mà bố thí cũng dường người khen chiếm lệ, thời kẻ ấy được 28 điều lời sau đây: một, các hàng trời rồng thường hộ niệm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, chứa nhóm nhân vô thường của thánh; bốn, ngoài không còn thổ thức đạo bồ đề; năm, đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ; sáu, những bệnh tật không đến nơi thân; bảy, những khỏi những tai nạn về lửa và nước; tám, không có bị hại vì trộm cướp; chín, người khác thấy đều sinh lòng cung kính; mười, các hàng quỷ thần theo hộ trì; 11, đời sau sinh gái, thân gái sẽ chuyển thành thân trai; 12, đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần; 13, thân tượng xinh đẹp; 14, phần nhiều được sanh về cõi trời; 15, hoặc làm bậc vua chúa; 16, có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước; 17, có mong cầu chí cũng được tòa ý; 18, quyền thuộc an vui; 19, các tai và bất ngờ đều dứt sạch; 20, các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn; 21, đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại; 22, đêm nằm chiêm bao ăn ngủ vui vẻ;
hai ba những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ, hai bốn điều nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh linh về cõi vui sướng, hai lăm các bậc thánh người khen, hai sáu căn tánh lanh lợi thông minh, hai bảy giàu lòng từ mẫn, hai tám rốt ráo thành Phật, bảy điều lời lại vậy nữa. Này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời người, trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà người khen chiếm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích: một, máu chứng bậc thánh; hai, nghiệp ác tiêu diệt; ba, chư Phật đến ủng hộ; bốn, không thổ thức bồ đề; năm, bốn lực được tăng trưởng; sáu, việc đời trước đều biết rõ; bảy, rụt rão thành Phật. Đại hội tạng tháng bây giờ bất khả thuyết, tất cả các đức Phật và đại Bồ Tát cùng tạm bộ chúng trời trong ở mười phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật người khen tuyên bài sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đáo lời rưỡi vô lượng hương hoa thiên y chuộng ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát, xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển hà hết. Om ha ha ha, Bổn Sam Mô Ni So ha.